đã đạt đến cột mốc quan trọng đó, chúng ta có thể sẽ nhận được hình ảnh vũ trụ chưa được lọc đầu tiên vào mùa hè này. Được sinh ra từ những giấc mơ nhìn xa trông rộng của một nhóm các nhà khoa học đầy tham vọng, kính viễn vọng không gian James Webb trị giá 10 tỷ đô la của NASA đã nổ tung vào ngày 25 tháng 12. Sẵn sàng nhìn sâu vào vũ trụ và ghi lại hình ảnh của vũ trụ như khi thời gian bắt đầu. Tiếng hoan hô vang dội trên toàn cầu khi chúng ta chứng kiến lễ khánh thành chương lớn tiếp theo của ngành thiên văn học. Nhưng Webb vẫn còn nhiều dặm để đi. Khi nó mở ra các nếp gấp giống như gấp giấy origami của mình trong khi vượt qua khoảng trống lạnh lẽo và tối tăm của không gian. Nhà thám hiểm tiến về phía bàn làm việc vũ trụ của nó tại điểm Lagrange thứ hai, hoặc L2, nơi trọng lực của mặt trời và trái đất cân bằng để giữ vệ tinh ở trong tại chỗ ổn định. Vào thứ hai, chỉ sau 11 giờ sáng PT, 2 giờ chiều ET, Webb đã đến đích cuối cùng. Các kỹ sư NASA đã hỗ trợ máy đẩy của Webb trong gần 5 phút để hoàn thiện vị trí của tàu thăm dò. Ngoài những tràng pháo tay, cột mốc được chào đón bằng một tiếng thở ra rất xứng đáng. Webb chào mừng về nhà. Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết trong một tuyên bố: xin chúc mừng nhóm vì tất cả công việc khó khăn của họ để đảm bảo Webb đến L2 an toàn ngày hôm nay. Chúng ta tiến thêm một bước nữa để khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Và tôi rất nóng lòng được xem những góc nhìn mới đầu tiên của Webb về vũ trụ vào mùa hè này tại điểm Lagrange thứ hai. Thấu kính mới của chúng ta trên vũ trụ hiện nằm cách xa trái đất 1 triệu dặm, đi qua quỹ đạo của mặt trăng, luôn ở phía hành tinh của chúng ta, không đối diện với mặt trời. Ở điểm cân bằng hấp dẫn này, Webb có thể hạn chế sử dụng nhiên liệu, có tầm nhìn tuyệt vời ra vũ trụ và tấm kính che nắng của nó có thể bảo vệ nó khỏi sức nóng của mặt trời, trái đất và mặt trăng để duy trì nhiệt độ lạnh cóng mà kính thiên văn cần. Phạm vi phải sống trong tình trạng lạnh liên tục vì khả năng mở khóa các vùng không gian chưa từng thấy nằm trong bộ xử lý hình ảnh hồng ngoại của nó. Những phần máy móc hấp dẫn này hoạt động bằng cách phát hiện các tín hiệu nhiệt chính xác phát ra trong vũ trụ. Vì vậy nhiệt từ các hàng xóm vũ trụ của nó và thậm chí từ chính Webb hoạt động giống như tiếng ồn trong dữ liệu. Bạn có thể đọc thêm về khoa học đằng sau tia hồng ngoại tại đây. Allison North, Giám đốc khoa học không gian và thiết bị đo đạc tại công ty hàng không vũ trụ Lockheed Martin cho biết: nếu bạn tưởng tượng bạn đang nhìn vào kính thiên văn vào ban đêm và ai đó chiếu đèn pha vào mắt bạn thì bạn sẽ không thể nhìn rõ lắm. Của nhóm Webb. Vì vậy, nếu bạn có một kính thiên văn dành riêng cho tia hồng ngoại và bạn đặt nó ở nhiệt độ phòng thì nó sẽ bị tràn ngập bởi ánh sáng của chính nó. Đó là nhiệt của chính nó. Hiện NASA đã khóa Webb vào vị trí tại quỹ đạo của L2 nên việc chờ đợi tàu thăm dò nguội hoàn toàn sẽ mất vài tuần. Tiếp theo, khi Webb được kéo theo quỹ đạo của nó, nhóm cho biết họ sẽ tập trung vào việc đảm bảo mọi khía cạnh của nhà thám hiểm không gian đột phá, chẳng hạn như 18 đoạn gương và hình ảnh hồng ngoại được căn chỉnh và sẵn sàng hoạt động. Trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ nhận được bức tranh vũ trụ chưa được lọc đầu tiên. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!